bạn còn khiếu đẹp. Phần đuôi của nó đang thay mùa thay lông nhé. Quay thực tế tại nhà đây. Thấy phần lông đuôi đang thay và cái thái độ của nó, các bạn thấy đấy, nó sẽ là một con chim tố chất. Bạn nào muốn chăm tiếp với chú khiếu rất là ok này thì liên hệ với Cám Chim Đất Việt nhé, theo số điện thoại trên thanh tiêu đề. Bạn này sẽ có tố chất múa đây, giọng tốt, tố chất thon múa. Clip thì xin tạm dừng ở đây vậy thôi nhé. Xin chào tất cả các anh em.